ta chơi ngoài thành giao hàng tiếp mọi người ơi. Cà bí đao với chanh dây. Giao hàng. Khách hàng thân thuộc. 30 ngàn. 30 ngàn cứ phối đi ông ơi. Có tiền lẻ không? Thôi đi nè. Rồi cảm ơn nhiều. Mời khách nào uống. Mời thượng đế uống. Uống uống đi nè. Em từ từ. Người đẹp là cứ từ từ đợi đó đi. Quay. Em bé hãy bye nha, bye bye nha. Thôi rồi, uống nước đi cho người ta biết cảm nhận chứ trời. Vô. Khách hàng thân thiết của quán nha, trà Tắc Vinpearl mọi người ơi. Khuyến mãi nha. À, anh Duy nói là uống một năm này là cuối năm anh Duy sẽ tặng lịch. Oh yeah, nói là tặng cái gì vậy? Cuối năm mà còn thì nó tặng cho. Mà bốn năm, một năm chưa? Hơn năm rồi hả? Rồi đã kêu ông tặng cho cuốn lịch, không biết tặng cuốn lịch gì không biết nữa. Rồi uống đi nha. Rồi vậy nha. Không rồi có rồi. Rồi có. Quay lên cho chồng nó thấy đi. Uống đi, uống cái trời uống sao biết ngon dở. Hai đứa bé dễ thương vậy nè, không quay đi quay đâu hả? Hai bé xin đôi hả? Ừ xin đôi. Đều ngon hả? Ngon. Bữa sau uống tiếp nha.